Xin chào quý vị các bạn và trong video ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng Bảo Duy của Autoeli, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một chiếc siêu xe tải tại thị trường Việt Nam vừa mới được cập bến luôn thưa quý vị các bạn. Và mẫu xe đó mang cái tên bên là 75131 một chiếc siêu xe tải với cái thân hình khổng lồ như một chú khủng long ngày xưa vậy. Đây là một dòng xe có cái tải trọng rất lớn. Chiếc xe này có thể à, chở cái khối lượng lên tới 130 tới 136 tấn. Và thường ấy thì chỉ sử dụng để chúng ta di chuyển ở trong những cái công trình khai thác mỏ mà thôi. Chứ còn à, với cái trọng lượng bản thân lên tới 107 tấn và cái trọng lượng có thể chở được là hơn 136 tấn nữa thì chắc chắn khi đi ra ngoài đường thì tất cả các bề mặt đường chúng ta đều không chịu được và sẽ bị hỏng xuống cấp rất là nhanh. Và các bạn cứ thử tưởng tượng khi mà chúng ta quy đổi cái khối lượng 130 đến 136 tấn đó ra những chú voi châu Á đi. Những chú voi châu Á hiện tại thì sẽ có cái cân nặng khoảng tầm từ 3 tới 5 tấn. Vậy là chiếc xe này có thể chở tới khoảng 60, khoảng 60 chú voi châu Á. Wow, một con số thật là khủng khiếp phải không ạ? Ở tại thị trường Việt Nam trước đây thì cái đối thủ nặng ký nhất của chiếc Belam 75131 này chính là chiếc uh, HD785 của Kumatsu đến từ Nhật Bản. Chiếc xe Kumatsu Sư HD785 tại thị trường Việt Nam thì có khả năng chở khoảng 100 tấn. Nhưng mà đến khi uh, chiếc uh, Bela 75131 này về thị trường Việt Nam thì có lẽ là chiếc HD785 tạm thời, chúng ta sử dụng từ tạm thời bị xoán ngôi. Đó, một chiếc xe tải hạng nặng với cái thân hình vô cùng là to lớn và hầm hố Các bạn có thể đi ngay một vòng để xem chiếc xe này ngay bây giờ Các bạn có thể thấy không Với cái thông số rất là khủng Duy đã chia sẻ với các bạn ngay bây giờ Chiều dài của xe là 11.500mm Chiều rộng là 6.400mm Và chiều cao là 5.900mm Với cái chiều cao 5.900mm này thì Tương đương với cả một việc là chúng ta đang đứng ở trên một cái tòa nhà hai tầng nhìn xuống Rất là cao phải không ạ? cái phần bánh phần lốp xe các bạn có thể đang thấy đó. Cái lốp mà thì rất là lớn với cái việc là được trang bị những cái gai rất là đặc biệt để đi ở trên những cái điều kiện đường ở trong mỏ. Và cái bộ la răng của chiếc xe này thì đạt cái con số là 51 inch. Một người cao mét m 75 như Duy này, nặng khoảng hơn 70 cân đứng vào cái chiếc bánh xe thôi mình đã quá nhỏ bé rồi, chưa đừng nói gì đến cả chiếc xe. Để lên cái phần khoang cabin lái của chiếc xe này thì các bạn có thể nhìn thấy ngay là À, Bác tài hay là chúng ta sẽ phải sử dụng một cái cầu thang Ở hai cái cầu thang hai bên ở phần đầu xe Chiều dài cơ sở của chiếc xe này là 5300mm Và khoảng sáng gầm là 600mm Cái chiếc uh, Kumatsu HD 785 trước đây tại địa trường Việt Nam ấy Thì có cái chiều dài là khoảng 11.015mm Rộng 5530mm và cao là 5050mm Cái uh, mẫu xe này ấy, thì phải có một cái bình nhiên liệu cũng rất là khổng lồ để có thể vận hành khối động cơ của chiếc xe. Vì nhiên liệu của chiếc xe này là 1.900 lít ạ, à? vâng 1.900 lít. Bán kính vòng quay của chiếc xe là 13 mét, tức là gấp đôi cái bán kính vòng quay của chiếc xe bán tải tại thị trường Việt Nam. Chắc hẳn là duy hay quý vị của bạn cũng đều thắc mắc thôi. Với một mẫu xe siêu tải trọng như thế này, thì khối động cơ trái tim của nó sẽ có những cái thông số như thế nào? Thì ngay bây giờ mời quý vị các bạn sẽ đến ngay với khối động cơ và cái trái tim mạnh mẽ của chiếc xe này Những cái con số mà sẽ chúng ta quy đổi ra những cái khối động cơ khủng ở trên thế giới Thì chiếc xe này phải nói là rất là ghê Xe thì sử dụng cái khối động cơ dầu có cái mã hiệu là Kumit KTA 50C với 16 xi lanh Sản sinh công suất là 1.600 mã lực Wow 1.600 mã lực thưa quý vị các bạn Uh, nếu mà chúng ta xét với cả một mẫu xe uh, hiện tại thời điểm này đi là mẫu xe Bugatti La Voiture Noire đó trang bị động cơ 8.0 V16 sử dụng tới 4 tăng áp và công suất là 1.500 mã lực mô men xoắn cực đại 1.600 Nm đây đây chính là chiếc xe mạnh nhất và nhanh nhất thế giới tại thời điểm hiện tại đó nhưng mà với cái khối động cơ mà 1.600 Nm thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà sử dụng cái thông số đó cho một cái mẫu xe như là chiếc siêu tải trọng này được Vâng, và cái khối động cơ khủng của chiếc xe này sẽ đi kèm với cái con số mô men xoắn cực đại là 6292 Nm. Các bạn có thể tưởng tượng không ạ? Nó gấp tới gần 6 lần cái con số mô men xoắn của chiếc Bugatti nhanh nhất thế giới thời điểm hiện tại. Một con số quá khủng. Thật sự là quá khủng với cái lực kéo này. Xe thì sử dụng hệ thống truyền động điện và tốc độ tối đa mà mỗi xe này có thể đạt được chỉ là 50 km h mà thôi Như vậy là với những cái công nghệ hỗ trợ trong cái khả năng vận hành an toàn thì chiếc xe này cũng khá là ít Chúng ta chỉ có thể nhắc tới đó chính là hệ thống phanh đĩa thủy lực cho cả bánh trước và bánh sau của xe Nhưng mà ngoài ra ấy, bây giờ thì mời quý bạn cùng lên với cả cái khoang cabin của chiếc xe này đi Chúng ta sẽ cùng lên khoang cabin để xem em chiếc xe này được trang bị bên trong khoang cabin có những gì ngay cái hình ảnh đầu tiên mà quý vị các bạn đang thấy ở bây giờ đây, đó chiếc xe này khoang cabin có hai vị trí ngồi là dành cho bác tài và một bên phụ. thì tất cả cái phần bản táp lô được thiết kế khá đơn giản với những cái phần nút bấm rất là to. thật ra thì những xe mẫu xe tải siêu trọng như thế này thì chúng ta sẽ không cần đến những cái hệ thống giải trí. Uh, rất là kiểu full option full option mà các bạn mình hay chia sẻ với nhau ấy thì chiếc xe này sẽ có những cái công nghệ để hỗ trợ cái vấn đề uh, chuyên trở mà thôi uh, cái phần vô lăng thì làm bằng nhựa này rất là đơn giản này rồi là cái phần uh, như các, các bác chuyên gia bác đang khởi động xe lúc này thì các bạn có thể thấy là phần còi hú chúng ta sẽ dùng còi hơi và sử dụng một cái cần ở bên tay trái chúng ta cũng không sử dụng ở trên vô lăng và các bạn có thể nhìn kỹ hơn một chút là cái phần bảng đồng hồ hiển thị phía sau bộ lăng ấy thì chúng ta sẽ có một cái màn hình LCD với cái việc là hiển thị chỉ 2D mà thôi. Với những rất nhiều những cái thông số với như là vận tốc này, rồi là nhiệt độ, áp suất này, vòng tua máy này rồi tất cả những cái đồng hồ báo liên quan tới cái việc nhận hàng và đẩy cái thùng hàng đổ cái lượng quặng hay mỏ xuống. Đó, các bạn có thể thấy là làm bác chuyên gia vừa rồi là chúng ta bác ấy vừa cài số để di chuyển cái mẫu xe này một chút để cho tất cả chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái mẫu xe này lăn bánh như thế nào thì mẫu xe này vẫn sử dụng cái hộp số uh, tự động như là những cái mẫu xe thương mại thôi có cái sự tinh chỉnh để phù hợp với cái khối động cơ này hơn thì uh, chúng ta thường thấy trước đây thì trên những cái mẫu xe uh, container ấy, sử dụng có những cái mẫu xe cũng hai mấy cấp số hoặc ba mấy cấp số mà Ngày trước ở trên Facebook có cái clip bác tài đào, đào 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 này Rất là phức tạp phải không ạ Đó là với những cái mẫu xe container Với những cái mẫu xe trước đây thôi Còn bây giờ chúng ta đã áp dụng những hộp số Những cái công nghệ mới Để chúng ta các bác tài sẽ sử dụng Cái thao tác chuyển số nó nhanh nhẹn dễ dàng hơn Nó không mất quá nhiều thời gian trước đây nữa Và có một cái chi tiết này Duy muốn nhấn mạnh Trước khi kết thúc video ở đây Đó là mẫu xe tải này thì được một công ty Ở tại Quảng Ninh thuê để về sử dụng chuyên chở quặng chở than chở mỏ thôi chứ thật sự đến thời điểm này thì vẫn chưa biết chính xác rằng cái mẫu xe siêu tải trọng này có cái mức giá về việt nam là bao nhiêu thật sự là một cái uh, chi tiết mà chúng ta vẫn còn đâu đó đặt dấu hỏi ở đây và mẫu xe này ấy để vận chuyển về thị trường việt nam để có thể di chuyển lăn bánh được trên những cái con đường trong vùng đất mỏ thì uh, sử dụng tới 8 chiếc container để chứa toàn bộ những cái linh kiện của chiếc xe này sau đó về trường việt nam thì các kỹ sư của nhà, nhà máy lắp ráp có cử luôn từ bên kia về lắp ráp lại thành một chiếc xe hoàn chỉnh mà các bạn đang à, thấy ở đây rất là to cao hoành tráng hầm hố như một ngôi nhà hai tầng lừng lững di chuyển vậy chúng ta nhìn gần thì chúng ta thấy vậy thôi chứ thực ra đứng ở trên à, những cái mỏ ấy, thì nhìn những cái mẫu xe như là 75131 này hay là HD785 chạy ở phía dưới ấy, nó rất là nhỏ vì mỏ rất là rộng. Đó. Rồi, bây giờ thì xin phép uh, kết thúc cái video ở đây và hẹn gặp lại quý bạn trong những cái video khám phá những cái mẫu xe khủng, những cái mẫu xe cực độc tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.